Nah, that's not how we do it. Lolly, lolly, lollipop, oh, nam nai ye lollipop. Lolly, lolly, lollipop, oh, lollipop, pop. Lolly, lolly, lollipop, oh. Sau ngày hôm qua thì Khương cảm thấy thế nào? Rất bất ngờ và cảm thấy càng ngày yêu bạn gái càng nhiều hơn nữa. Từ khi yêu nhau, Tuyền đã làm những cái điều gì bất ngờ cho Khương chưa? Dạ, cho em hồi giờ còn Khương làm cho em hôm qua là điều đầu tiên mà em làm cho ảnh đó. Quá bất ngờ luôn, không em không nghĩ là bạn gái sẽ làm điều đó. Em chỉ nghĩ cái này tưởng tượng giống như là chỉ có trên mạng phim ảnh này thôi, không tưởng tượng nữa. Đêm trước khi mà tổ chức thì Tuyền có cảm thấy run hay là lo sợ điều gì không? Có, em thấy run với lại mất cỡ nữa, tại chưa bao giờ em làm gì hết. Thế bây giờ hai bạn đã có những kế hoạch gì trong tương lai chưa? Có chứ, em có bạn gái cũng là một điều quá bất ngờ với em, thì em phải làm một điều nào bất ngờ với đôi điều đó và sẽ vào cái dịp nào đó. Có thể bật mí trước được không? Hai bạn đã có những kế hoạch gì trong tương lai chưa? Dạ, cũng có sự sơ. Có thể bật mí một chút được không? Đầu tiên là chắc trong Tết này gia đình em sẽ mời gia đình Tâm xuống chơi một chút. Còn Tâm? Dạ. Kế hoạch trong tương lai trong chuyện tình cảm của mình sẽ là như thế nào? Có thể bật mí một chút được không? Chuyện ngày kết hôn thì phải coi cái ngày giờ nó nhiều thứ lắm anh ạ. Tại 3 năm tuổi của tụi em cũng hợp á. Về gia đình người lớn mấy chuyện đó cũng cao xíu. Sau cái cuộc thi thử thách yêu này thì hai bạn cảm thấy cái tình cảm của mình như thế nào? Nó gắn kết hơn và em tự tin về chuyện tình yêu của em và Tâm hơn, tự tin vào bản thân của mình hơn. Và có thể một điều là em đã tìm được phần nửa của mình, và chắc có thể là tháng 4 hoặc tháng 5 gì đó thì tụi em sẽ nói chuyện với hai gia đình, và cuối năm đầu năm 2013 thì tụi em quyết định là em sẽ quyết định là kết hôn. Kế hoạch trong tương lai của em, trong tình yêu em chắc là kết thúc ở đây. Và em sẽ chuyển qua một giai đoạn mới, đó là sẽ bước vào một cái tình cảm khác. Đến giờ phút này thì cái điều gì mà Thịnh cảm thấy vẫn chưa hài lòng nhất ở Tâm? Thì chắc có lẽ chưa hài lòng nhất là ở điểm là cô ấy còn tính tình, còn xử sự hay còn không thích quá. Chưa có sâu sắc, nhưng mà em nghĩ chắc Tâm cũng đã cải thiện nhiều qua từng năm, kể từ lúc mà năm đầu, năm 2, năm 3 tới giờ. Bắt đầu là 2 tháng nữa là tụi em bắt đầu là đã kỷ niệm 4 năm yêu nhau. Còn Tâm có thấy Thịnh nói đúng không? Dạ có. Giai đoạn từ lúc mà yêu ảnh cho tới bây giờ thì em thay đổi rất là nhiều,
nói chuyện mà có sao như mình nói chuyện mình không có suy nghĩ một xíu là một giây nào hết á, cứ nói ra thôi. Nhưng mà giờ mình tĩnh tâm, mình nói điềm tĩnh hơn, và cũng nhờ chương trình mà em cái tính kiềm chế dữ dằn của em xuống được bậc xuống được bậc thôi, chứ nếu mà thì không biết. Not sure if you know this, but when we first met I got so nervous I couldn't speak. In that very moment I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason. Trước lúc đi chơi tối nay thì Uyên có cảm thấy nghi ngờ điều gì không? Dạ có, hơi nghi ngờ. Và đến lúc khi mà Mạnh bước lên sân khấu hát thì Uyên lúc đấy có phán đoán ra là Mạnh sẽ làm gì tiếp theo không? Dạ có. Tại vì lúc hồi trước là em có nói với Mạnh là ngày kỷ niệm 4 năm hai đứa với nhau á, thì tụi em dự định sẽ cầu hôn. Cho nên em cũng hơi đoán được là hôm nay mọi người làm gì với em. Nhưng chỉ có một cái bất ngờ là em cứ nghĩ là sẽ chỉ có em với Mạnh thôi á, mà hôm nay là các em với Mạnh rồi ba cặp đôi còn lại với lại mấy anh chị bên ban tổ chức nữa. Còn Mạnh thì trước lúc mà lên sân khấu thì rung giờ lên sân khấu đó. Em rất là rung mà nói mà không muốn bước lên, nhưng mà giờ phải sao, phải gồng mình lên vượt qua, chứ còn không vượt qua là tiêu luôn, mất luôn, chết luôn. Như anh bây giờ là lên sân khấu, tại vì lúc đầu em vẫn còn rung, rất là rung luôn. Mà từ từ nhờ tiếng vỗ tay của mọi người, nhờ tiếng ủng hộ của mọi người, từ từ lấy lại tinh thần, tiếp tục cầu hôn Uyên, cuối cùng là thành công. Bây giờ kế hoạch trong tương lai của hai bạn sẽ là cái gì? Em nói. Dạ, thực ra thì tụi em đã lên kế hoạch với lại cả gia đình hai bên luôn, là qua đầu năm 2013 hai tụi em sẽ cưới. Cho nên dự định của tụi em là qua Tết bắt đầu là kiếm thêm tiền để tổ chức cưới, mới lại là đi chụp hình cưới. Dạ. Uyên có viết trong phần nhật ký tình yêu là Uyên vẫn còn cảm thấy tự ti về bản thân mình á. Thì bây giờ cái sự tự ti đấy đã bớt đi chưa? Dạ bớt. Em nghĩ là hết được tới 80-90%, chỉ còn 10% là đang từ từ em cố sửa. Và những cái sự khó chịu đối với Mạnh trong công việc cũng như là trong những cái quan hệ bạn bè này kia nó còn không? Dạ hết rồi anh. Lúc nãy em có hỏi là bé Hiền á, thời gian tụi em tham gia thử thách là chỉ mới một tháng, nhưng mà thay đổi được rất là nhiều thứ. Rồi em lại có thêm được nhiều người bạn mà em rất là quý, rất là thương, giống như chị em trong gia đình nha. Thì cũng qua cái chương trình thì tụi em hiểu nhau hơn. Cái giận hờn mà nó nhỏ thì bây giờ tụi em cũng ráng mà điều hòa nó lại để tụi em tốt hơn, để tụi em để bước thêm một bước nữa là tụi em tiến tới mà sống chung với nhau. Đó là một cái bước rất là khó, nhưng mà qua thời gian này tụi em nghĩ tụi em sẽ từ từ tụi em sẽ cải thiện tốt hơn.